Toàn cảnh giao dịch thị trường tôm ngày 10 tháng 9 năm 2024 tại Sóc Trăng, giá tôm thẻ tươi cỡ 30 con 1 kg tại các nhà máy lớn tăng lên mức 165 đến 187.000 đồng 1 kg, cỡ 50 con 1 kg ở mức 106 đến 143.000 đồng 1 kg. Tôm thẻ ngâm cỡ 30 con 1 kg ở mức 129 đến 153.000 đồng 1 kg cỡ 50 con 1 kg ở mức 95 đến 121 000 đồng 1 kg, đạt kháng sinh. Tại Cà Mau, nhà máy Minh Phú và Tes tiếp tục thu mua tôm thẻ tươi cỡ 30 con 1 kg ở mức 160 đến 168 000 đồng 1 kg, cỡ 50 con 1 kg ở mức 118 đến 122 000 đồng 1 kg, đạt kháng sinh. Đối với tôm thẻ ngâm Hai nhà máy trên thu mua cỡ 30 con 1 kg ở mức 133 đến 138 000 đồng 1 kg, cỡ 50 con 1 kg ở mức 102 đến 109 000 đồng 1 kg, đạt kháng sinh. Giao dịch tại đầm tôm thẻ ướp đá, các thương lái tạm thời giữ giá thu mua tôm thẻ ướp đá tại đầm ổn định, giá mua tôm thẻ ướp đá tại Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu cụ thể cỡ 30 con 1 kg hiện ở mức 162 đến 166 000 đồng 1 kg, cỡ 50 con 1 kg đạt 120 đến 122 000 đồng 1 kg, cỡ 80 con 1 kg đạt mức giá 99 000 đến 101 000 đồng 1 kg, giao dịch tại đầm tôm thẻ oxy, giá mua tôm thẻ oxy tại đầm các tỉnh Bạc Liêu, Trà Vinh, Bến Tre như sau, cỡ 20 con 1 kg hiện ở mức 190 đến 200 000 đồng 1 kg cỡ 30 con 1 kg đạt 165 đến 168 000 đồng 1 kg, cỡ 50 con 1 kg đạt mức 120 đến 125 000 đồng 1 kg. Thị trường tôm sú nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long. Đối với giao dịch tại đầm các tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, thương lái tiếp tục thu mua tôm sú ướp đá với giá ổn định, giá tôm sú ướp đá tại đầm các tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau như sau cỡ 20 con 1 kg ở mức 175 đến 180 000 đồng 1 kg, cỡ 30 con 1 kg ở mức 140 đến 145 000 đồng 1 kg, cỡ 40 con 1 kg ở mức 120 000 đồng 1 kg, cỡ 50 con 1 kg ở mức 113 đến 115 000 đồng 1 kg. Giá tôm sú oxy tại đầm các tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau như sau, cỡ 20 con ở mức 220 đến 230 000 đồng 1 kg